Cũng trong chiều nay, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 của tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác chuẩn bị kỳ thi. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh chủ trì hội nghị. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 tỉnh Hưng Yên có hơn 12.800 thí sinh đăng ký dự thi tại 28 điểm. Đến nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi được Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ngành và các huyện, thị xã, thành phố đã được hoàn tất về chuyên môn và phòng chống dịch. Cụ thể như chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho công tác coi thi, chấm thi, xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, ứng phó các sự cố bất thường như mưa bão, mua sắm các trang thiết bị phòng dịch như máy đo thân nhiệt, khẩu trang, nước rửa tay, bố trí 56 điểm thi dự phòng. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh, đây là một kỳ thi quan trọng, vì vậy mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đều phải được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy trình, quy định. Mục tiêu của tỉnh là không để thí sinh nào vì khó khăn mà không tham dự kỳ thi. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tiếp theo của kỳ thi, các thành viên ban chỉ đạo phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là những vấn đề liên quan đến phòng dịch COVID-19 và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi. Các địa phương cần chuẩn bị mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ giám sát thanh tra từ các trường đại học làm nhiệm vụ tại địa điểm thi. Ngày mai, mùng 8 tháng 8, các thí sinh làm thủ tục dự thi và đính chính thông tin nếu có sai sót.